Xin chào khán giả của Duy Anh. Nếu nói đến đồng hồ World Time thì hẳn là dòng FC718 của Frederic Constant là nổi bật trong những năm gần đây. Nhưng hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một sản phẩm khác đến từ thương hiệu lâu đời hơn, truyền thống hơn và danh giá hơn. Đó chính là Longines Master L2631. Master được định vị là dòng đồng hồ cao cấp của thương hiệu Longines với ngôn ngữ thiết kế cổ điển, truyền thống, thiên về sự già dặn, chững chạc, hướng đến phân khúc khách hàng trung niên, đặc biệt là những doanh nhân thành đạt. Chính vì vậy mà sự có mặt của một phiên bản World Time với khả năng giúp cho người đeo nắm bắt được cùng lúc thời gian ở nhiều khu vực trên thế giới là không thể thiếu. Đây là một tính năng rất hữu dụng với những người thường xuyên phải di chuyển giữa các quốc gia khác nhau. Hơn nữa thì thiết kế World Time cũng đem lại vẻ cao cấp và vẻ đẹp về mặt thẩm mỹ, tạo nên sự nổi bật cho sản phẩm. Về cơ bản, mẫu này sẽ vẫn giữ nguyên thiết kế chung của dòng Master với đặc trưng là bộ kim lá được làm từ thép nung xanh, một phương pháp rất phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao. Bộ kim này cũng được đánh giá là một trong những bộ kim lá có tỷ lệ và độ cân bằng màu đẹp nhất trong thế giới đồng hồ. Tiếp theo là vân Barleycorn, mô phỏng những hạt lúa mạch gắn liền với những cánh đồng ở thung lũng Saint-Imier, Thụy Sĩ, quê hương của thương hiệu Longines. Đây cũng là một đặc trưng riêng của hãng đồng hồ này. Cũng không thể không kể đến bộ cọc số Ả Rập viết bằng phông cổ điển màu đen rất nổi bật trên nền trắng. Ba màu sắc là xanh, trắng, đen tạo nên một tổng thể nổi bật tính thanh lịch, sang trọng cho mặt số. Phối màu này cũng sẽ được áp dụng cho phần chaptering 24 giờ và phần World Time, các thành phố như các bạn đang thấy. Vòng tròn phía trong sẽ được chia thành 24 mốc tương ứng với 24 múi giờ trên thế giới. Một nửa sẽ có màu xanh đậm, tượng trưng cho ban đêm, và phần màu trắng sẽ tượng trưng cho ban ngày. Phía ngoài thì chúng ta sẽ có 24 thành phố ứng với 24 múi giờ này. Để chỉnh mẫu này thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có rút ra hai nấc thì sẽ là chỉnh được kim phút cũng như là vành 24 giờ. Như bạn đang thấy mình chỉnh ở đây. Đó. Khi mà chúng ta đưa về đây thì đúng là 24 giờ này, ứng với 12 giờ đêm, và chúng ta có thành phố London ở vị trí là kinh tuyến số 0, tức cũng là kinh tuyến gốc và là múi giờ đầu tiên thế giới, múi giờ số 0 cũng là múi giờ thứ 24. Và để mà chúng ta tiếp theo thì chúng ta sẽ đưa về cái thành phố hiện tại. Ví dụ như mình đang ở Hà Nội thì sẽ là cùng múi giờ 7 với Bangkok, thì mình sẽ để ở nấc thứ nhất, sau đó mình sẽ xoay kim. Như vậy mình sẽ xoay được kim giờ ở đây. Đó. Chúng ta sẽ xoay tiếp về múi giờ số 7. Đó. Như vậy là chúng ta đã biết được là có thể xem được là bây giờ là mấy giờ ở từng thành phố khác nhau. Đó. Nếu các bạn quan tâm đến việc là làm sao có thể chỉnh được lịch ngày ở mẫu này khi mà nấc thứ nhất đã thuộc về việc chỉnh kim giờ, thì lịch ngày sẽ chỉnh bằng cách là chúng ta sẽ quay liên tiếp kim giờ ở nấc thứ nhất đây này. Khi mà chúng ta quay hết hai vòng thì là lịch ngày sẽ nhảy. Mình đang thực hiện ở đây. Đó. Như vậy. Vỏ và dây của mẫu này cũng được thiết kế giống như các phiên bản khác của Master, đều là những chi tiết đã quá kinh điển. Và mặt đáy thì chúng ta cũng có lớp kính trong suốt để lộ ra bộ máy với hoàn thiện tinh xảo phía bên trong. Kích thước thì vẫn được giữ nguyên là đường kính 38,5mm, lắc to lắc chỉ khoảng 45mm, tương đương với dòng L2.628. Nhìn chung thì sẽ là một mẫu phù hợp cho những ai có chu vi tay từ khoảng 15 cho đến 17cm. Ở thị trường Việt Nam thì phiên bản này tương đối hiếm và sẽ chỉ xuất hiện ở các đại lý lớn, ví dụ như Duy Anh. Nếu quan tâm thì hãy đến với bên mình để lên tay trực tiếp nhé. Toàn bộ sản phẩm tại Duy Anh đảm bảo là 100% chính hãng với đầy đủ chế độ bảo hành quốc tế chỉ có cho đồng hồ thật. Đức xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.